Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về bảng giá khủng của Bùi Tiến Dũng. Đàm Vĩnh Hưng bức xúc trước cơn bão phản ứng về bảng giá của Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm qua 1 tháng 2, dư luận xôn xao trước thông tin lộ bảng giá khủng được cho là của thủ môn Bùi Tiến Dũng sau chiến tích của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á. Theo đó, một đơn vị truyền thông chủ động tuyên bố rằng họ chịu trách nhiệm quản lý hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Và sau đó đã lộ báo giá quảng cáo tham gia sự kiện của chàng thủ môn điển trai bằng những con số rất chi tiết. Các mức giá trong bản báo giá đề cập rất cụ thể như một bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng có giá 2.500 đô, khoảng 57 triệu đồng. Một lần livestream 1 tiếng có giá 5.000 đô, hơn 110 triệu đồng. Tham gia sự kiện là 10.000 đô, gần 230 triệu đồng. Và một lần đăng ảnh check-in tại sự kiện là 5.000 đô, hơn 110 triệu đồng. Sau khi đọc được bảng giá này, rất nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích công ty truyền thông và cả Bùi Tiến Dũng đã hét giá quá cao. Nhiều người hâm mộ khuyên chàng thủ thành của U23 đừng để hào quang che đi tất cả. Trước những phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng, ngôi sao hạng A của làng giải trí Việt, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng bênh vực chàng thủ môn xứ Thanh và đưa ra những nhận định rất khách quan về vấn đề nhạy cảm này. Đàm Vĩnh Hưng viết, quyết định dành cả tuổi thanh xuân đêm nay viết cái status này mới được. Hưng thấy hơi bức xúc trước câu chuyện giá cả của em Bùi Tiến Dũng. Hưng có những lời muốn nói như sau. 1. Bạn có dám chắc chắn đó là bảng giá thật hay không? Nếu sau khi biết đó là trò chơi của dân cư mạng, thì có ai viết những dòng xin lỗi Bùi Tiến Dũng không? Hay im lặng hèn hạ? 2. Tại sao bạn lại chửi bới, chỉ trích? Bạn có trả số tiền nào trong bảng giá đó không? 3. Nếu con em của bạn được săn đón và hot như vậy, bạn có muốn thiên hạ chửi không? 4. Đặt trường hợp giá cả là như thế có thật thì đã sao? Bạn và công ty bạn có nhu cầu mời Dũng đến không? Nếu không thì tại sao lại ý kiến? 5. Những thương hiệu nhãn hàng muốn có mặt của Dũng thì họ tự biết hiệu quả của Dũng mang tới là như thế nào? 6. Ở thời điểm này tất cả những ngôi sao hạng A cũng đều phải về nhì so với các em U23, vì thế sự xuất hiện của họ chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất cho bất kỳ điều gì gắn liền với họ. Ví dụ bây giờ Bùi Tiến Dũng mặc một cái áo đó, Quang Hải uống loại nước kia, Duy Binh Ki bán son nọ, Công Phượng mang một đôi giày kiểu mới, Duy Mạnh Văn Đức Văn Thanh, Tiến Dũng Đức Chinh Xuân Trường, Văn Hậu Ngọc Quang Trọng Đại Thái Úy Văn Toàn, Thành Trung Đình Trọng Văn Đại Ngọc Tuấn Văn Hoàng, Đức Huy Xuân Mạnh, xài một loại nước hoa nào đó. Chắc chắn tất cả những thứ đó đều hot và bán chạy ngay, cho nên việc giá cả là chuyện bình thường, ai đủ sức thì chơi, không thì bơi ra chỗ khác. Tiền vẫn còn nguyên trong túi quý vị nhé. Thử con em của mình mà hot như các em thử xem, lúc đó cả nhà bu lại họp cả ngày xem giá đó ổn chưa, có bị hớ không. Dòng trạng thái của Đàm Vĩnh Hưng thu hút lượng lớn bình luận của khán giả. Hiện tại thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa lên tiếng nào sau vụ việc để lộ bảng giá.